Channel của mình và mình Đức Anh. Ngày hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi trải nghiệm món ăn đang mới được release tại Pizza Hut, đó là món pizza pate lạp xưởng xúc xích. Thì với cái nguyên liệu topping khá quen thuộc khi các bạn ăn với bánh mì thì không biết là ở trong pizza có ngon hay không thì cùng mình vào khám phá bên trong nhá. Ok, đi thôi. Xin chào. Xin chào. Anh ơi, xin hỏi là mình muốn dùng đến bao giờ ạ? Mình dùng ở đây. Anh dùng ở đây đúng không ạ? Dùng đây thì hiện tại bên Pizza Hut của bên em thì đang có cái pizza mới, đó là pate và lạp xưởng ạ. Thì mình đi hai người thì bên em đang có combo luôn, thì mình có thể tham khảo combo ở đây ạ. Ok. Dạ vâng. Đấy thì ok, thì đây là cái combo của Pizza Hut, là pizza xúc xích sẽ gồm 2 người 4 người, mức giá là 199.399.000. Đấy. Thì những cái option ví dụ nước hay là đồ mình có thể lựa chọn thay đổi rồi, đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Mình có thể chọn theo combo ạ. Ok, thì cho chắc cho mình khoảng cái combo 2 người trong chí. Dạ vâng, anh sẽ lấy cho mình combo 2 người nhé. Ok. Ok, thì mình đã order được xong thì chúng ta sẽ thưởng thức và như trải nghiệm xem cái món pizza pate xúc xích đầy ngon nhé. Ok, và hiện tại thì mình đang có mặt tại bên trong của Pizza Hut. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái món mà mới được release trong khoảng tầm tháng 5 trở lại đây. Đó là món pizza lạp xưởng pate lạp xúc xích. Đây. Thì đây sẽ là cái combo để các bạn có thể tham khảo. Dành cho 2 người hoặc 4 người thì mình đã lựa chọn được combo 2 người với mức giá là 199.000. Thì chúng ta sẽ có một salad cá ngừ, sẽ có 3 tên lạp xúc xích và option 3 loại nước Mirinda, 7 Up hay là Pepsi. Đấy thì ok, chúng ta sẽ bắt đầu xem qua những cái món ăn có trong menu nhá. Đầu tiên sẽ là món salad cá ngừ. Đấy, các bạn thấy không, sẽ có phần cá ngừ này, rau, cà chua, đấy, xà lách, rất là ngon. Nhìn hấp dẫn phết đúng không? Một cái bowl rất là to, ăn mùa hè salad thì ok rồi. Đây sẽ là món nhân vật chính của chúng ta, sẽ là món pizza lạp xưởng xúc xích. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó. Thì ở đây sẽ có, mình thấy là sẽ có một cái phần lạp xưởng. Thì họ sẽ để ở trên phần trên, sẽ phủ phần phô mai, chi và sẽ cắt thêm một phần hành lá. Thì nếu như các bạn nào biết thì món ăn về bánh mì chúng ta đã biết là có pate lạp xưởng xúc xích là cái món ăn rất là truyền thống. Và kết hợp vào buổi sáng thì nó rất là ngon rồi. Thì hôm nay lại có mặt ở trong pizza thì không biết là như nào. Mình đã có thưởng thức từng những loại pizza kiểu như là pizza phở này, hay là pizza sầu riêng, còn bún đậu mắm tôm tại Forbi thì mình chưa thưởng thức lắm. Nhưng đây là một hương vị khá đặc biệt để mà thưởng thức xem cái hương vị của cái Pizza Hut cực kỳ đặc biệt này, xem có hương vị ngon không. Ok, thì bắt đầu là mình sẽ thưởng thức thử cái salad cá ngừ nhá. Ok, đây sẽ sử dụng dĩa, dao. Đây thì mình sẽ trộn thử lên xem cái hương vị của nó sẽ như nào. Ok. Chua, mình thấy cảm quan thì cái phần rau rất là tươi. Và chúng ta sẽ có phần ngô, mayonnaise, sốt rất là vừa. Đó. Thử nhá. Cái phần mayonnaise rất là chua, thanh ngọt. Cá ngừ thì mình thấy là chắc đây sẽ là cá ngừ đóng hộp thôi. Đấy. Thì phần rau thì sẽ đánh giá rất là cao, Pizza Hut rất là tươi, mát. Cái phần mayonnaise thì nó có phần chua nhẹ, ngọt ngọt dịu dịu, chua chua. Ăn với rau slice của mùa hè rất là ngon. Ok. Đây, chúng ta sẽ tiếp đến sẽ là cái món chủ đạo chính của chúng ta ngày hôm nay. Thì mình sẽ lấy một chiếc pizza pate lạp xúc xích. Đây sẽ là một chiếc. Đấy, rất là đẹp. Nhìn chưa? Đó. Ok.
thì mình sẽ thưởng thức thử nhá. Cái món sốt bạc thấy rất là ngon. Thoang thoảng của lạp xưởng. Đấy nha, mình sẽ ăn cả thêm nữa. Mình chọn là vỏ giòn nhưng mà đấy vừa ăn thì nó sẽ kiểu thanh thanh nhẹ hơn. Cái mùi pate thì nó rất đậm đà, kết hợp một cái hương vị kiểu rượu mạt quế lộ, nhưng mà mùi lạp xưởng sẽ là hương vị cũng khá đặc trưng. Ngon. Ok, thì mình sẽ thử hai loại sốt, là sốt tương cà và sốt tương ớt. Đấy, rất ngon. Như cái này mới bóc các bạn. Đấy, thì mình sẽ lấy thử cái phần này đổ vào đây một đoạn. Đây là lọ mới nguyên siêu. Đấy, bóc siêu luôn. Ok. Đó. Mình sẽ cho vào đây. Đấy, vào phần tomato sauce. Cũng rất là hên hôm nay được bóc siêu hai lọ sốt pizza hớt. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu thưởng thức chấm nhá. Đấy, sẽ chấm đầu tiên là sẽ chấm với tương ớt. Ok, đây để lại. Đấy, bạn thấy chưa? Phát đầu tiên. Cái độ cay nồng của tương ớt nó làm cái hương vị rất là kiểu cuốn hút em. Kiểu cuốn thì mình có thể ăn thêm trong món này. Tuy nhiên về khẩu vị thì mình thấy cái nhân bên trong của này thì nó hơi mặn một chút. Còn thực ra là nếu mà giảm cái độ mặn từ những cái topping thì bản chất các bạn biết là chắc là pizza nó sẽ là, mình không biết là có phải là do mình ăn mặn hay không, nhưng mà hầu hết mình ăn các loại pizza ấy, đều có vị hơn mặn một chút. Còn ăn tương ớt thì mình thấy là ok rồi. Cái đến giờ mình sẽ thử cái phần tương cải. Về tương cà thì mình thấy là cái hương vị thì nó sẽ kiểu nó không quá chua nhưng mà nó hơi còn ngọt, nhưng mà kết hợp lại thì mình thấy là nó sẽ phù hợp ăn với tương ớt thì sẽ ngon và đặc biệt hơn. Đó. Ok, và sau khi mình thưởng thức tầm hai món ăn là món pizza pate sợi xúc xích cũng như là món salad cá ngừ thì mình sẽ đánh giá sau. Về salad cá ngừ thì mình sẽ chấm khoảng tầm 8 điểm vì cái rau rất là tươi, fresh, kết hợp với phần sốt chua chua ngọt từ mayonnaise thì rất là ngon. Còn cái pate sợi xúc xích thì cái hương vị nó thiên hơi mặn một chút, nhưng các bạn nào ăn mặn thì rơi khó thì uống nhiều nước ấy. Thế nên là pizza hớt thì cần giảm một chút cái phần mặn từ những cái topping bên cạnh. Thì kết hợp ăn với tương ớt thì mình đánh giá rất là cao tương ớt của pizza hớt vì nó sẽ vị cay nồng nồng, tê tê đầu lưỡi thì cảm giác tạo người ăn cảm thấy ăn rất là cuốn hút, ngon. Thì ok, và các bạn nghĩ sao về món pate lạp xưởng xúc xích này thì hãy comment phía dưới để mình được biết nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên like, share, subscribe cho mình cũng như là follow trên Instagram. Tạm biệt và lại cho video tiếp theo. See you next time. Bye bye.